Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu tiếp với các bạn một cái phần là chúng ta tạo một cái trang gọi là landing page, có nghĩa là giống như một cái trang gọi là trang đích đó. Thì cái bản chất của cái trang này nó cũng như là một cái trang web thôi, nhưng mà nó là một trang web dạng lược. Chúng ta đăng nhập vào, chúng ta điền địa chỉ mail vào, mail đây chính là username. Chúng ta chọn vào, chúng ta bấm Ctrl V, chúng ta copy, sau đó Ctrl V, chọn login. Trong đây thì chúng ta chọn cho phần là landing page, chúng ta tạo. Thì ở đây nó có rất nhiều mẫu landing page rồi, thì chúng ta tùy theo mục đích sử dụng mà chúng ta lựa chọn cho nó phù hợp. Ví dụ như tôi chọn trang gọi là thank you page cho các. Đó, thì ở gối đây tôi thấy có cái hình này biểu tượng nhà dễ thương thì tôi lấy cái này, tôi chọn view template này. Đó, tôi sẽ lấy cái trang mẫu này. Trong đây thì nó có hình biểu tượng sẵn rồi. Ở đây phần logo, do logo thì chúng ta chọn vào trong cái replace thì chúng ta chọn logo, mình chọn qua my image, tức là đây là những cái video của những hình ảnh của mình. Sau đó mình chọn là upload. Chúng ta sẽ lấy những cái hình ảnh mà chúng ta cần upload lên logo chẳng hạn. Chúng ta đợi cho nó upload xong. Khi nó upload lên rồi chúng ta chọn vào chúng ta sử dụng thôi. Thì đây cái logo nó đã đưa nó upload xong, giờ chúng ta kéo lại cái khung cho nó hiển thị đầy đủ. Chúng ta kéo tiếp tục kéo chuột xuống, ở đây là cái phần tiếng Anh thì chúng ta có thể click chuột vào đây, chúng ta double click vô thì chúng ta xóa nó. Đây chúng ta ghi tiêu đề bằng tiếng Việt vào, nếu là đối tượng khách hàng chúng ta là người Việt. Rồi giờ chúng ta phải cân lại cho nó đẹp, chúng ta lấy chuột bên ngoài chúng ta kéo vào cái khung này vào cho nó cân, cho nó nằm trọn trong cái nền cho đẹp. Sau đó chúng ta chọn một cái đối tượng khác, ví dụ như chúng ta muốn chỉnh cái khung này là cái khung video thì chúng ta có thể là lấy một cái video nào đó, chúng ta đọc vào đây, chúng ta là click vào trong khung video nó hiển thị ra đây. Ví dụ như tôi lấy muốn lấy thông tin của cái đoạn video bên YouTube nào đó thì có thể là tôi vào trong một cái kênh của tôi chẳng hạn, chúng tôi lấy là ví dụ như là cái đăng ký cái Redbone chẳng hạn, thì click vào đây thì nó có cái đường thanh địa chỉ trên đó, đường link đó, chúng ta copy nó, chúng ta copy chuột phải copy nó. Sau đó thì chúng ta chèn vào trong cái phần cái đường link vào trong cái khung video này đây, chúng ta dán vào đây. Sau đó chúng ta bấm embed, tức là giống như là chúng ta đã nhúng nó vào đó, dùng từ là nhúng thôi, embed nhúng nó vào rồi đó. Tới khung kế tiếp thì đây là nó là những cái đoạn text thôi, thì chúng ta có thể click chuột vào để chúng ta xóa, chúng ta thay cái đoạn text theo yêu cầu của mình bằng tiếng Việt. Thì chúng ta vừa đánh xong thì cái khung này nó bị lòi ra ngoài, chúng ta kéo vào, chúng ta dùng chuột ta chỉnh lại nó vào cho nó cân trong cái nền cho đẹp. Rồi phía dưới cái thằng kia chúng ta thấy không cần, chúng ta xóa này đi cũng được. Đó, chúng ta xóa nó, ta xóa nó. Rồi bây giờ chúng ta muốn nhúng, chúng ta có thể dời cái nút cái bút thông này xuống dưới cũng được. Chúng ta chỉnh này cho rộng thân khung để cho chúng ta nhúng cái trường thông tin vào. Đó, chúng ta rê chuột vào là chúng ta kéo xuống thôi. Chúng ta kéo một cái trường này trường text hay trường thông tin. Ở dưới nó bị dưới này chúng ta xóa luôn.
chúng ta rê cái trường thông tin xuống đây. Ở đây là có your name, tức là tên, và your email là địa chỉ email. À, đặc biệt cái đối với cái home của landing page này, chúng ta không có sửa được cái thông tin từ bên ngoài. Chúng ta có thể là nhầm vào trong động mã thì cái đó hướng dẫn sau. Đó, chúng ta chỉ sửa cái bút thông thôi, nút đăng ký. Đó. Cái do name, do email thì chúng ta để nguyên, chúng ta không có chỉnh sửa được, sửa là phải chỉnh sửa bằng mã bên trong mà HTML editor kìa. Cái này chúng ta có thể dừng lại đó cũng được, nó cũng không khó, ai cũng có thể hiểu được. Như vậy cơ bản là chúng ta đã làm tương đối xong logo à, rồi ở đây nhúng video vô, rồi nhúng cái trường thông tin vào, chúng ta bấm cái bước kế tiếp. À, nó có cái trang này mà chúng ta đặt tiêu đề cho cái trang này, cái trang này tiêu đề này, và khi cái tiêu đề này đặt xong thì khi mà truy cập vào trong cái trang này là nó sẽ xuất hiện ở trên đầu của cái thanh địa chỉ của cái trình duyệt á. Rồi chúng ta có thể copy cái này, chúng ta chọn trong cái phần mô tả cũng giống cho nó cũng được. Rồi, dưới ở đây là cái trang này, cái tên này gọi là địa chỉ tên miền đó, ở tên miền. Rồi, chúng ta có thể sửa theo cho nó dễ nhớ, ví dụ như là đầu tư tại nhà vn chẳng hạn, vn. Rồi, rồi sau đó là .mgr8.com thì cái tên miền của Gridbond, nó cho chúng ta nhúng như vậy. Chúng ta lấy cái tên miền của Gridbond gửi ta xài luôn, chúng ta không cần mua. Chúng ta chọn đây là chọn cái chiến lược to campaign. Rồi như vậy là coi như là giờ chúng ta khi mà cái trường đăng ký xong này nó sẽ đẩy vào đây. Rồi, chúng ta để nguyên cái trang cái custom bay này, thank you bay này, cái custom thank you bay này ở đây. Các thank you bay này là khi mà chúng ta đăng ký xong, khi khách đăng ký xong thì nó sẽ trỏ cho chúng ta qua một cái trang khác, cái trang gọi là trang thank you. Thì ở trong cái trang này chúng ta có thể là lấy cái địa chỉ của cái trang web của mình, trang web cảm ơn hay là trang web chính của mình để mình nhúng vào cũng được. Ví dụ như tôi sẽ lấy cái trang chính của tôi là cái trang ví dụ như đầu tư tại nhà.com. Chúng tôi copy, tôi nhúng trong cái đường custom URL, tôi dán. Rồi đó là khi mà người ta cảm ơn, người ta điền cảm ơn tự động nó trả qua cái trang thank you page đó. Chúng ta bấm public đi. Rồi coi như là thực hiện cái việc xuất bản xong của cái trang là landing page. Rồi, chúng ta vào trong phần manage này, chúng ta xem. Đó thì cái trang landing page chúng ta đã tạo xong. Chúng ta bấm ví dụ như vào cái đường đây hồi nãy chúng ta chọn tên miền đó, đầu tư tại nhà vn.gr8.com. Thì đây là chúng ta sử dụng cái tên miền của GetItBond, gr8.com là của GetItBond. Đây là cái trang web mà chúng ta vừa làm xong, gọi là trang landing page, trang web rút gọn. Đây chúng ta nhúng video vô chúng ta có thể sử dụng được, nó hoạt động bình thường. Chúng ta kéo chuột xuống, chúng ta test. Ở đây là do anh em, chúng ta có thể điền tên chúng ta vào, chúng ta thực hiện thử. Ví dụ như đây là Hoàng Ngọc Sơn chẳng hạn. Rồi ở đây là địa chỉ email, do mail đây địa chỉ email. Rồi chúng ta bấm đăng, sau đó chúng ta chọn đăng ký. Chúng ta click vào đăng ký thì nó sẽ trả cho chúng ta qua một cái trang. Cái trang là trang thank you hồi nãy đó, chúng ta chọn là sàn quá đó, đây đầu tư tại nhà đó, đó. Thì chúng ta bấm đăng ký xong nó trả qua đó. Đó như vậy thì coi như là chúng ta đã thực hiện cái việc đăng ký thông tin của mình vào trong cái trang landing page. Chúng ta có thể vào trong mail chúng ta kiểm tra chúng ta có nhận được cái thư phản hồi hay không. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta sẽ nhận được cái mail phản hồi này thì chúng trong trường hợp là chúng ta sẽ cài thêm một cái tính năng gọi là tính năng trả lời tự động, thì cái phần đó chúng tôi sẽ giới thiệu phần sau cho các bạn. Thì đối với phần này chúng ta chỉ cần là tạo cái trang landing page để chúng ta nhập vào, nhập cái thông tin vào, tức là họ tên và địa chỉ email là đủ rồi. Rồi chúng ta chờ cho cái hệ thống nó sẽ cập nhật cái thông tin chúng ta mới vừa điền vào. Hiện giờ thì hệ thống vẫn chưa cập nhật, chúng ta chịu khó chờ cho hệ thống nó kiểm tra cái tên miền, nó kiểm tra địa chỉ email đó có đúng hay không, có thật hay không. Nếu đúng thì nó mới nhập vào, còn không thì nó sẽ không có nhập vào.
Do đó thực hiện cái việc là lấy thông tin qua lên bay này nó có nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất là nó tiện, cái thứ hai nữa là nó cũng đồng thời nó xác thực luôn cái địa chỉ email của cái người mà nhập vào là có thật hay là không, hay là người ta nhập cho qua loa. Nếu nhập qua loa không đúng thì nó sẽ không đưa vào hệ thống. Đó là một trong những cái tính năng rất là hay trong cái việc sử dụng cái email marketing của GetItPoint. Chúc các bạn thực hiện thành công.